Năm loại mắt giàu phép thần thông cũng không tăng không giảm, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả cũng không tăng không giảm, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm, thì Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều vô sở hữu. Nếu Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều vô sở hữu, thì Đại Bồ Tát tu hành Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng như thế nào để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm. Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Nghĩa bất khả thuyết vô sở hữu nên Bồ Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu. Nhưng các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo không suy nghĩ như vậy. Đối với Bát Nhã cho đến Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc tăng hay giảm, ta chỉ nghĩ nó chỉ do vọng tưởng mà có cái tên để gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bồ Thí Ba La Mật Đa. Khi đại Bồ Tát ấy tu hành Bồ Thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem Bồ Thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa này tương ưng với tác ý, nương theo tâm niệm ấy và các căn lành, rồi bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, giống như Phật hồi hướng lên ngôi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà vi diệu sâu xa. Nhờ năng lực phương tiện thiện xảo của sự hồi hướng này mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện điển bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật bảo, thiện hiện chân như của các pháp gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao nói là chân như của các pháp là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật bảo, thiện hiện chân như của sắc uẩn cho đến thức uẩn là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của sắc xứ cho đến pháp xứ là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của nhãn giới cho đến ý giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của sắc giới cho đến pháp giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của nhãn xúc cho đến ý xúc là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của địa giới cho đến thức giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chân như của vô minh cho đến lão tử là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của Bồ Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của thánh đế khổ tập diệt đạo là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của tám giải thoát cho đến 10 biến xứ là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của năm loại mắt, sáu phép thần thông là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Chân như của 32 tướng, 80 vẻ đẹp
là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chân như của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chân như của quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chân như của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chân như của sanh tử niết bàn là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, vì chân như của các pháp không tăng không giảm, nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không tăng không giảm. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát không xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì luôn được an lạc, an trụ vào chân như của các pháp và hoàn toàn không thấy pháp có tăng hay giảm. Do đó mà nghĩa của bất khả thuyết không tăng không giảm, bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Vì nghĩa của bất khả thuyết vô sở hữu, nên bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát đi vào không tăng không giảm và vô sở hữu để làm phương tiện mà tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ đó mà làm nơi chứa nhóm các công đức để đạt đến quả vị viên mãn chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy do tâm ban đầu phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hay do tâm sau phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy, nếu tâm ban đầu phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vậy lúc ban đầu phát sanh thì tâm sau chưa phát sanh, nghĩa ấy không hòa hợp. Nếu tâm sau phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vậy lúc tâm sau phát sanh thì tâm trước đã diệt, nghĩa không hòa hợp. Như vậy tâm và tâm sở pháp trước sau mà tấn thối suy vi thì nghĩa không hòa hợp. Như vậy làm sao có thể chứa nhóm được căn lành? Nếu các căn lành không được chứa nhóm thì làm sao căn lành của Bồ Tát viên mãn để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật bảo: Thiện hiện, ta sẽ lược nói ví dụ với nghĩa đó để ông dễ hiểu. Nhưng ai có trí nghe ý nghĩa trong ví dụ đó liền được giác ngộ. Thiện hiện, ý ông thế nào khi đốt đèn, ngọn lửa lúc đầu làm cháy tim hay ngọn lửa lúc sau làm cháy tim? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì chẳng phải ngọn lửa ban đầu làm cháy tim, cũng không lìa ngọn lửa ban đầu mà làm cháy tim, chẳng phải ngọn lửa sau cháy tim, cũng không lìa ngọn lửa sau mà cháy tim. Phật bảo: Thiện hiện, ý ông thế nào, tim đèn có cháy không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở thế gian hiện tại thấy tim đèn ấy thật sự cháy. Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng như vậy. Chẳng phải do tâm ban đầu phát sanh mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và cũng không lìa tâm ban đầu. Chẳng phải do tâm sau phát sanh mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và cũng không lìa tâm sau. Mà các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu phải làm cho các căn lành phát triển mau viên mãn để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cho đến tâm cuối cùng viên mãn thập địa thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu học viên mãn thập địa nào để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa được viên mãn thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng học tịnh quán địa cho đến Như Lai địa được viên mãn thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu học người địa ấy để đạt đến quả vị viên mãn, khi đắc bồ đề chẳng phải tâm ban đầu phát sanh mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không lìa tâm ban đầu, chẳng phải tâm sau phát sanh mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không lìa tâm sau. Mà các đại Bồ Tát phải siêng năng tinh tấn tu học thập địa như vậy để đạt đến quả vị viên mãn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Ý nghĩa duyên khởi được Như Lai nói ra rất là vi diệu, rất là sâu xa. Nghĩa là các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, lấy vô sở đắc làm phương tiện để tu học thập địa,
Khi đắc bồ đề chẳng phải tâm ban đầu phát sanh mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không lìa tâm ban đầu, chẳng phải tâm sau phát sanh mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không lìa tâm sau mà các đại bồ tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đến tâm cuối cùng viên mãn thập địa thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo thiện hiện ý ông thế nào sau khi tâm diệt rồi thì có thể sanh lại nữa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không, tâm đó diệt rồi thì không thể sanh lại được. Phật bảo thiện hiện ý ông thế nào tâm đã sanh có pháp để diệt không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tâm đã sanh nhất định có pháp diệt. Phật bảo thiện hiện ý ông thế nào có pháp diệt thì tâm chẳng phải diệt phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không, nếu có pháp diệt thì tâm nhất định phải diệt. Phật bảo thiện hiện ý ông thế nào tâm trụ có giống chân như của tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy, chân như của tâm cũng giống như sự trụ của tâm. Phật bảo thiện hiện ý ông thế nào nếu sự trụ của tâm